những tên đến tên khoa học của các loài vi khuẩn nói riêng hay là vi sinh vật nói chung, các em phải nhớ cho tôi nhé. Đấy, các em học trình độ đại học rồi, ra trường là bác sĩ rồi, thì những tên tên khoa học bắt buộc chúng ta phải nhớ. Ví dụ vi khuẩn tương hàn là Salmonella, vi khuẩn lỵ là Shigella, bắt buộc phải nhớ nhé. Về đặc điểm của vi khuẩn tương hàn thì các em thấy rằng nó là trực khuẩn khi nhuộm gram bắt màu gram âm nhé, là trực khuẩn khi nhuộm gram bắt màu gram âm. Kích thước chiều ngang khoảng là 0,5 micromet, chiều dài khoảng là 3 micromet, 3 micromet. Đặc biệt là xung quanh xung quanh vi khuẩn có nhiều lông, xung quanh vẫn có nhiều lông, chúng ta thấy đấy, rất nhiều lông. Nhờ có lông mà vi khuẩn di động được, di động được. Rồi với vi khuẩn tương hàn nó không lên men được đường lactose nhé, nhưng mà nó có thể sinh hơi được. Rồi